Đây là hình của Ngài Long Vương á. Có nhiều người không có biết mặt Ngài Long Vương nha. Tại vì ít ca thờ á. Đúng ra những người mà ở biển á, ở vùng biển hay là những cái quốc gia nào mà đảo rồi đó, là nên biết Ngài thờ Ngài Ngài Long Di Phật. Đó là đây là hình của Ngài Long Vương. Nhớ hồi mấy năm trước á, mỗi lần lên tuốt trên đỉnh núi chỗ cây thánh giá Thiên Tâm á, cái có nhiều bữa mà nổi lả luôn, bò không nổi, mắt nó mờ ha. Cái đến cái cổng mà mấy con thấy có cổng mà nó quay quay á, là từ đó mà cách Điện Ngọc Hoàng là khoảng nhiêu ta, khoảng 500 feet luôn, là mừng muốn chết. Tại vì mình biết tới Điện Trà là có đoạn có mấy trái táo để cho nó vô vitamin, để cho nó sáng mắt để bò tiếp. Chứ lúc mà hai kình mà có nhiều bữa rồi đi hai kình có mình à, mà không mang đoạn nào cho nó đói cực kỳ mà bò không nổi á. Vừa tới giờ Điện Trà hơi còn đói quá ha, có bao nhiêu trái cây trái này trái kia quất lá hết 4-5 trái. Ê, ngồi tỉnh tỉnh ngồi thiền chút nữa tỉnh sức rồi rồi mới bò xuống chỗ chỗ Điện Mẹ. Vui. Cho nên A Bồ này á, nó cũng ăn sức lên nói đường chút nè. Đổi quá. Quảng cáo cho A Bồ luôn hả chứ. Quảng cáo cho A Bồ luôn. Nếu mà nói về thì chấp. Nó tới giờ chót á, nó muốn đóng đi mấy phút đâu đóng nổi. À, nhớ không? À, tài sản mấy nhiêu tỷ cũng không biết cho ai nữa. Thì cũng y như sáng mình mới vô đời á, có cuộc đời phù du vậy mà chúng sanh vô minh. Đây là hình Long Vương, cây quảng của Thủy Cung. Mình đọc cái bài thơ này của Đức Thầy nha. Lóc cốc, tại trong này nó có cái câu mà mình thường nói á, cờ vàng cờ đỏ. Thì những người hoàn hảo, những người cao đài, những người tin tưởng và thương Đức Thầy, hiểu Đức Thầy là Phật, ngũ đại truyền thừa, những người tin tưởng ông Cạn Trình, và những người Hoa, người Trung Quốc á, mà biết về ông Lưu Bá Ôn, biết về ông Khương Tử Nha, cũng là ngài á, là tái sanh lại như vậy. Những người Phật giáo nếu hiểu về Kim Sư Phật thì cũng là Đức Thầy. Nếu mà tin tưởng những gì đó thì bắt buộc phải tin tưởng cái bài thơ này cũng là của ngài này viết ra. Mà mình mai phước á, bữa đứa nào mai hả nó kết thành cuốn sách này để vòng vòng này lâu lâu hơn lấy ra đọc cũng được hả? Bài này của Đức Thầy á, mà xưa giờ kịp chưa bao giờ nói, bây giờ bữa nay mới nói được của Đức Thầy. Lóc cóc, nghe thằng nói dốc. Biết ai nói dốc rồi đó. Ở Đức Thầy làm thơ nhiều cái hay đó. Có cái bài kia thì ngài viết lục bát đúng không? Cái bài là thử sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua, chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cầu chọc thầy chùa để đâu, cũng là của Đức Thầy. Bài này cũng là của ngài nè. Nhưng mà bài này thì có bốn chữ à. Nghe thằng nói dốc, mang thân đi học, rồi lại đi tù. Thế thì lúc sau 75 á, là tự nhiên cái mấy ông bộ đội á, cứ kêu mấy ông này đi ra trình diện. Trình diện 3 ngày thôi, đừng có đem bộ đồ nào hết, ra ngồi họp cái chuyện chơi thôi. Ra cái lùa ta đi luôn. Thì nó dốc chứ còn gì nữa, đi cái đi tới mà bắt mười mấy năm á, thì Đức Thầy thì lại ngày là ngày ngó xuống ngày biết hết. Thì ngày viết ra bài này, nghe thằng nói dốc, mang thân đi học rồi lại đi tù. Sao lại đi tù? Ăn chay ròng rã 10 năm con mã, cứ nghe là đi tù là sao, mấy ông HO làm gì mà tù nổi. Nhưng mà ở ngoài bắt những chai tù đâu có gì đâu ăn, còn là cơm với muối với nước tương là quý rồi. Thì học tu là gì, quá trời tu luôn,
rồi không có như ở Sài Gòn có Khánh Ly ca, Thái Thanh đồ ca nữa là tu rồi, không có Chế Linh ca nữa. Thì ở tu là tu á, thì tới thầy nói là sao lại đi tu á, ăn chay ròng rã là tức là ăn cực khổ á, từ năm con mã đến năm con mùi vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, tức là mấy bà vợ của mấy ông sĩ quan á là phải đi kiếm tiền nuôi chồng ở ngoài Bắc, lúc phải hốt lộ cho tôi vô thăm chồng tôi ngày đi gặp mấy anh công an đê á, rồi cái đưa luôn, nghĩ đâu có gì đâu mất, miễn sao mà mai tôi gặp chồng tôi đổi gì tôi cũng đổi hết, đổi thân luôn cũng có lên đó nghe, gì cũng có hết trơn á. Vợ chạy ngược xuôi mang ra đồ mặn, thế thì đã thắng nó đói mình no. Có nghĩa là hồi đó mấy ông bộ đội còn chưa có gì để ăn hối lộ nhiều, cho nên những ông gác tù á, cũng vẫn là đói mà. Đánh chiếm miền Nam nhờ mấy khoai mì đúng không, thì lúc mới cũng còn đói, thì ở dưới miền Nam đem ra đó cái gì thì mấy ông cũng quý hết, thì nó đói mình no. Hỏi câu này em nghe nói như vậy, nó lo mình sướng, sự đời khó tưởng, tù sướng hỡi cay, hỏi ai thắng ai, rồi cười vỡ bụng, ai than nghèo túng, ai xin tiền tù. Nghĩa là phải cho tiền của mấy ông cai quản, thời đó ai đi thăm nuôi sẽ biết, thời đó là bắt đầu học thói hối lộ rồi. Ai khôn ai ngu, màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khách nước. Ngay cái thời điểm năm 1975, 78, 79 mà bởi vì nó cờ vàng ba sọc đỏ lại treo khách nước. Thì khi mà nói ra cái bài này á, để làm chi? Là một liều thuốc bổ cực kỳ mạnh, để cho biết mấy ông mà HO á, mấy ông mà lính sĩ quan á, để có tinh thần để mà sống, mình không có thua một cách dễ dàng. Mỹ nó bỏ mình thôi chứ mình không có bỏ mình, dân chúng không có bỏ mình, trời Phật không có bỏ mình. Rất là quan trọng nghe cái bài này thời đó. Màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Bây giờ xe tăng nó ủi độc lập rồi đúng không, bây giờ quân lính tan nát hết rồi, vợ con á thì đi vượt biên, có một số thì đi lên tàu Trường Xuân rồi mà không còn gì hết. Mà cái bài này là của một vị Phật cho, thì nghĩ có phải là an ủi nung đúc tinh thần của những cái người mà đang gọi là không biết ngày mai mình chết hay là không nữa. Rừng thiên nước độc mà lại có cái cờ hàng cờ đỏ, ai nỡ bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Vậy mà mấy ổng có tinh thần, mấy ổng sống á. Chứ nhiều bữa thí dụ mấy ổng bị rắn cắn thì thôi, trước sau tập cũng chết, cho chết luôn, có khỏi cứu đúng không. Nhưng mà phải nhớ lại câu của thầy dạy là cờ vàng cờ đỏ ai nỡ bỏ vàng, thì mấy ổng phải gán sống để quay lại. Rồi còn thêm những cái bài là mấy ổng sau này sẽ được đi Mỹ sung sướng rồi nữa. Cái nghĩa là mình nói ở quý vị nha, Hồng Thiên Thông Núi và mấy vị cho, ngoài Đức Thầy cho những cái bài thơ trong trại tù, còn những cái vị thần nữa như Nguyễn Trực Trạnh Đạo rồi cho, nhưng mà cho ăn bánh dẻ mà nó tính mấy chục năm. Đâu phải là 3 năm là được thả đúng không, mà cho tới ngày hôm nay á là mình gần 50 năm đúng không. Mà đối với trời Phật 50 năm đâu có xa đâu, biết sao là Phật nói trúng là được rồi. Còn cái bánh dẻ tới 50 năm, dẻ đó 80 tuổi là gần rồi đúng không. Thật sự mấy vị không có cho nặng bánh dẻ, tại vì mình không có, mình không chịu sống hơn trăm tuổi gì, hay cho mình đi trước hơn là
cờ vàng treo trên Độc Lập gắn chịu. Bởi vì thì cái bài này đã là gần 50 năm đúng không? Cái gì đâu phải tên nó dễ đâu, cái gì nói chúng mà tại không có chúng ngày giờ. Màu vàng màu đỏ nở bó vàng, ba sập ngang hàng lại treo gắp nước. Tới ngày hôm nay gần 50 năm rồi mà mấy ông mà chạy tù Nam Hà tỉnh Hà Nam lên Bắc Việt Nam đó, mấy ông mà đọc lại cái bài này mấy ông không biết chừng nào mới treo lại. Cái gần đây á bắt đầu Thiên Tấn Kiệt official lên trên mạng nói ông quản hồn, tại vì chuyện này nghĩ là nó đã vào quá khứ dĩ vãng không ai biết. Nhưng mà mấy ông quên đi một điều, cơ trời mà Phật không bao giờ nói láo chúng sanh nha, nó tới nó luôn mà nó cuối cùng tức là không có gạt mình. Tới gần đây đó thiên đời có việc tiếp nối, tức là tiếp nối của cái chánh nghĩa đó, thì mấy vị mới kêu con á phải lên mạng nói để cho mấy người bảo nó có tinh thần nó sống thêm nữa, gán về uống thuốc bổ. Chứ qua đây á mấy ổng làm cành tóc xanh, làm nhà hàng, tướng qua đây cũng phải đi làm mướn đâu quý vị. Mấy Việt Nam á thì sai á, đóng lính là có đóng người, có cờ, có đồ ăn ngon nữa. Qua đây những năm đầu cực lắm, trời ơi tướng hay vô rửa chén đi ta đi nữa, rồi lao bàn nữa, bưng phở nữa, tội. Quá tội luôn. Có một tướng gì ta lên mình đảo à, ổng đó ngầu nhất. Mình cứ nghĩ là ổng là người có thể đại diện cho cái lá cờ này khi mà cái thể chế thay đổi. Nhưng mà cuối cùng giờ cũng ra đi, nhưng bây giờ kia tìm được một số ông rồi. Tại bữa hổm mấy gì kêu con đi tìm đi, kêu get ready. Cái bữa kia đi miền Nam Cali đi tìm mấy ổng, cái gom mà được mớ. Ồ mấy ông này còn sức sung lắm, cái họng còn rộng lắm. Ô bữa cái đi ăn thở chung ở đây mình nói mấy bác ồ hay thì nghe, tại mấy ổng nó họng ổng còn rộng còn ngang lắm, nói tới cái nhược điểm đó mà ổng lên gân lên liền chửi. À con đi tìm mấy bác đây, con là hậu thế nhưng mà con tìm, thì cho nên mình cần có một số người là nhân chứng lịch sử để mà khi Mỹ mà nó bấm hey, ông Nguyễn Văn A này có số quân mấy, được mày tin tưởng chứ bây giờ ai đại diện được mà phải có sức khỏe nữa, chẳng lẽ thì đưa mấy tuổi trẻ mình lên đại diện nó, mấy này tao không có tin. Mấy này hồi xưa tao bắt lương nó tao biết, tao viện trợ tao bắt lương, nó là người ký nhận súng đạn nhận tiền của tao, cho nên bây giờ nhiệm vụ kia phải đi tìm, lên trên mạng là cũng đi tìm. Thì gần đây mấy ngày cũng kêu con gom lại mớ. Chuẩn bị à, hay không, cái cơ trời hay không, Phật không có gạt mình, chỉ có cho mình ăn bánh vẽ 50 năm để mà mình đưa lên cái thế hệ kế tiếp, tức là chim hiền chắc nấu cánh gì đó. Bữa có bài thơ đọc á, có cái bài thơ để chim hiền nấu cánh, nghĩa là những cái thế hệ con của những người đó thì giống như cái ông quấn nãy vậy đó, là chim hiền chắp cánh tung bay á, tức là đời cha là cũng là chim hiền chắp cánh, tức là con của con chim thì cũng vậy thôi. Mình nói Phật sao mến dễ lắm ơi, không có, không có cho ăn dễ, chỉ không có nói ngày thôi. Nhưng mà tới thời buổi này cơ trời lộ, có nhiều người nói ồ ai mà lộ cơ thì người đó ẹt. Con này không lộ mới là bị ẹt. Mà đâu có ai có quyền đó, chỉ có cha cho ai có quyền đó, mà nếu không lộ làm sao mà biết được là final line là kết thúc của cái màn này. Cái màn này mình đã bao nhiêu sấm cơ vô như tiên tri rồi, thì Kiệt được lệnh lên đây nói, là người gọi là người truyền tin mà. Đầu tiên Kiệt lên thì giới thiệu Kiệt là messenger của Thượng Đế thôi, giống như thời đại nhị thế chiến cũng có messenger của Chúa,
đệ nhất cũng có, bây giờ đệ tam cũng phải có thôi. Nhưng mà đệ tam nó hơi vui hơn chút, gây cấn hơn nhiều. Mà khổ hơn cái là bề trên á, mấy trăm quốc gia trên thế giới không chọn. Sao lại chọn nước Việt có chút bẻo, đúng không? Hồi xưa thì chọn Do Thái, hôm nay chọn nước Việt có chút bẻo, có 100 triệu dân. Rồi cái rải khắp thế giới kiểu này là giống y như Do Thái, cứ nghe là cái bản cũ soạn lại. Nếu mà chọn những cái sắc dân khác á, người ta không có tinh thần á, là ngày qua ngày, quý vị có thấy á, người qua nước Mỹ là phải chỉ riêng người Việt mà. Âu Châu, người Ái Nhĩ Gia La, người Pháp, rồi Nam Mỹ cũng có ở đây, người nó mình nói Á Châu cho dễ nhớ đi, người Thái cũng ở đây, người Miến Điện cũng có ở đây, người Philippines cũng nhiều. Tại hồi xưa mấy Mỹ nó đóng căn cứ, nó lãnh đóng mấy bà mẹ nó qua đây cũng nhiều lắm, rồi lao khách sạn đồ nó qua đây đóng. Thì tại sao nó không có cái khu của nó nhiều đi, nó không có tiếng nói như người Việt mình. Người Việt mình tuy là không có đoàn kết là do cộng sản nó mật, nó hoạt động ngầm, nó đánh phá, đúng không? Nó làm cho mình nát như là cái nồi cháo heo. Thành phố này cũng vậy, Nam Cali cũng vậy, Houston cũng vậy, Virginia cũng vậy. Nó làm cho náo động để cho mình đứng đoàn kết. Nhưng mà thật sự trong lòng của mỗi cá nhân chúng ta đã là đoàn kết rồi, có công nhận không? Chứ bề ngoài là mình bị đánh phá thôi, chứ trong lòng chúng ta vẫn có chánh nghĩa, vẫn đoàn kết, vẫn thương người mình, là vẫn còn nhớ về cội nguồn, đúng không? Vẫn còn năm gửi 20 tỷ, tức là mình thương cội nguồn mình, đúng không? Những thức dân khác nó có làm được vậy không? Không có. Phi làm gì nó gửi tiền kiểu đó, tao làm được tao xài chứ. Trên nước Phi nó cũng vẫn nghèo hơn nước mình, dân bà con nó bởi vậy. Mình đi tới đâu, mình giúp dân bản xứ thành lập lên, Silicon Valley này giàu có là nhờ người Việt. Cho nên bao nhiêu đời tổng thống về đây cũng phải đi cảm ơn những cái thằng khai thác ở đây người Việt. Kỹ sư ở đây Việt Nam quá trời. Chỉ có bên kia cộng sản nó gài người vô, nó làm cho mình nó mất đi những cái gọi là leader. Rồi nó tự nó lập leader, nó mang lá cờ này nó ra, nó biểu tình làm Vĩnh Hưng, nhưng mà cuối cùng là nó. Rồi nó lập lên Đàm Minh Quân là đệ tam, tôi là tổng thống, để nó làm những cái chuyện dị ứng, dụng chữ dị ứng. Nếu mà kì mà ở Việt Nam mà mấy đứa tuổi trẻ bệnh á, nhìn thấy Đàm Minh Quân là chửi ai? Chửi tờ vàng mai sọc đỏ, đúng không? Nhưng mà thật sự là nó đóng kịch để cho mấy người kia chửi, cũng như nó đóng hề để cho ta chửi. Làm như hôm qua đây cho nó ca mẹ đi, tại sao phải chửi thần tượng của nó để cho nó ghét nguyên cái khối người Việt? Cũng là mưu mô của bệnh. Đó là những cái chuyện nằm trong cái nguồn máy politics kiểu biết. Cho nên việc thường dặn những cái người trên mạng mà hiểu gì kìa, đừng có tin những thằng chống cộng ở đây. Nó chống theo mùa, nó chống theo bò thơ đó. Nó ở cái vùng Nam Cali thôi, có ăn tôm mắm mà Kim Billy Hồ thôi. Tại sao không trừng trị nó được, để cho lộng hành nguyên cái Nam Cali, thủ đô của người Việt, nát như là cái gì, đậu hũ luôn á. Vô lý, không có vô lý, nó có lý, có đô la sau lưng quậy vậy đó. Đó là việc đề nghị mấy người đó. Ok, bầu ra một người tự mình làm buổi ăn những cái người mê gà, và nói người này sẽ là lãnh đạo của khối người Việt của Cali. Người này bỏ cái phân 5 triệu để mà đừng có để cộng sản nó vô, nó dùng tiền mua chuột. Vậy mấy ông nín thinh, không ông nào dám chỉ. Nếu mà có người làm cái đó thì làm sao cộng sản nó vô trong cái nguồn máy của người Việt cộng đồng được, đúng không? Thì không có ham cái chỗ đó. Nhưng mà đưa ra cái ý như vậy đó, thiếu gì người làm cái đó. Tức là mình không có lệ thuộc đồng tiền gây quỹ, thì mình không có lệ thuộc vào cái sự mua chuột. Thôi nói tiếp này, ơi, đọc cái này nè, nó hay vui nè. Nói cái này mọi hết vui à, ghét thêm à. Màu vàng màu đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước.
vàng được đỏ thua. Tức là thời xưa quý vị ở trên trời đã cho chúng ta biết được sao vàng bản đỏ sẽ rụng đầu nay mai. Hồ Chí Minh ký hợp đồng với cha 80 năm. Bây giờ là mỗi cách nào đi nữa, ổng có đội mồ sống lại làm anh hùng gì kiểu nào cũng không có được. Huống chi ổng đang ở dưới địa ngục mà theo đội mộ. Cho nên hết nhiệm kỳ thì trả nước Việt lại cho người Việt. Vàng vừa lên giá từ 5 con mã sụt 5 con mùi. Với lũ cộng ơi ra hàng gấp gấp miền Nam núi sập. Rắn nở rồng bay hết thời bụi bay mà sao không biết. Trời chu đất diệt tàn hết nay mai máu đổ miền Tây. Tỉnh biên châu đốc ai khóc ai cười ai người ai khỉ. Khỉ người là mình biết rồi đó, ai là khỉ rồi đó. Cái gì cũng nhắc cái danh chữ này trong này, ai người ai khỉ. Ai ma ai quỷ, ai rõ trắng đen, ai khổ bao phen, bây giờ được sướng. Có công được thưởng, có tội phải trừng. Thế kỷ 20 không còn cộng sản. Cái gì dám nhấn mạnh câu đó, thế kỷ 20 thế giới không còn cộng sản. Chỉ còn tư bản mới biết rõ ràng ai thua ai thắng. Đó là bài của Đức Thầy. Cho nên mình gắn nhớ gắn ngọn lại trong cái bài này thôi, là cái chữ cờ vàng cờ đỏ. Ai nỡ bỏ vàng ấy, thì 100 triệu con dân của nước Việt. Nếu ai tin ông Trạng Trình thì phải tin cái lời này của một vị Phật nói: cờ vàng cờ đỏ, ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước. Thì những cái tuổi trẻ Việt Nam tuy là họ không có hiểu nhưng mà từ từ cũng sẽ hiểu. Nếu không hiểu thì chỉ ghi nhận nó sẽ là xảy ra như vậy. Bài này cũng là của Đức Thầy. Thử nghiệm sấm thiên ngày trước mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào ta ngốc làm vua, thế gian để chọc thầy chùa có râu. Thời mặc giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng kể thần tiên. Chờ khi đã nổi lông chìm, chim hiền bổ cánh lại tìm về xuôi. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền, Phật bà chứng giám thiện duyên. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng. Thêm thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô, còn đâu chủ viết chủ thuyết tam vô. Ba thu nói tiếp sóng to bủa tràn, đáo bồ đề dập tan ai rõ. Pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, cơ trời có trả có dây. Thiên cơ đã định khó thai khó lường, thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước. Gán tu thân mới được chứng chi, còn đâu những đứa vô nghì, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời. Nay ta dán lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu trời Đông pháp Phật nhiệm màu. Quy về một cõi hẹn câu tao phùng, vua hiền với tôi trung hợp nhất. Tạo cơ đồ chung lực quốc gia, trà hoa là đạo của ta. Hoàng thai chánh pháp Phật bà thưởng ban, cùng các đạo thế gian thờ kính. Phật Chúa Trời tột đỉnh hào quang, ba ngôi có Chúa rõ ràng. Mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa, thuyền Bát Nhã Phật bà ngự trước. Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm. Nhân lành gieo khắc nghìn năm cứu đời, nay ta tạm bế cơ chờ đến thời cơ sao đón lệnh pháp truyền. Trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phần. Đạo thiên tâm nó sẽ đi không phải 3.000 năm mà 10.000 năm luôn. Thì trong bài này của Đức Thầy có nói nghìn năm cứu đời mà,
Thiên tâm nhân nhất tụng Nam Mô. Đức Thầy có dạy chúng ta là thời nay đạo thiên tâm là cứu đời, là chánh đạo. Hôm nay ai không đọc kinh thiên tâm, không có ngồi thiền thì cái thứ nhất là thất nghiệp. Mình đang nói Việt Nam thất nghiệp đói khổ, đói bao tử, nhưng mình không có đói tinh thần nha các con họ thiên. Lúc nào mình có một cái cảnh, mình có một cái cảnh thiên đàng, mình có cha mẹ trời mình lúc nào cũng đang mở rộng bàn tay trên trời đang chờ chúng ta về. Mình có đói bao tử nhưng lòng hỷ lạc, vui vẻ và từ bi của chúng ta lúc nào cũng loan tỏa ra khắp mọi nơi. Hôm nay là ngày thứ ba của 6 năm về trước là mẹ cha đặt xuống cái đạo này. Kiệt là con của cha được thừa lệnh, mà trong Tam Đại Tạng Kinh cũng có nhắc tới Kiệt á. Mấy thầy lớn bữa có nhắn tin qua có nói, thì hôm nay con xuất hiện, ta nghiên cứu lại cho. Ngày xưa Phật Thích Ca đã có nói trước rồi, là hôm nay có một chuyển luân thánh dương tái sanh lại. Trong Tam Đại Tạng Kinh của Phật luôn có. Huống hồ chi hồi bữa mình đọc là Nọt Sà Đam Mít cũng có nói, Venga cũng có nói, thì Ngài Chẳng Trình cũng có nói, Lưu Bá Ôn cái gì Thư Bối Đồ cũng có nói. Thì khi Kiệt xuất hiện hôm nay là các chư vị đã nói hàng nghìn năm rồi. Cuộc đời của Kiệt cũng y như là một cuốn sách, một cuốn phim đã làm xong rồi, nó chỉ chiếu thôi, chiếu tới đoạn nào làm cái gì thôi. Thì thường ngày mấy vị cũng thường dạy vậy. Thì cái ngày mà cờ vàng cờ rõ, ai nở bổ vàng 30 ngân hàng lại treo khắp nước, treo Dinh Độc Lập á, thì hôm nay nó tính theo dây thôi à. Giống như mình coi YouTube vậy đó, nó sẽ có thiệt á, nó sẽ tới đó. Ây là Phật, hôm nay mình chấm dứt nha. Có hoài nó cũng vậy.